Năm 1941, khi người Nhật chơi Boom on Fly tại Trân Châu Cảng, người Mỹ chính thức trở thành người nhà quê VTV-8 với tham vọng quy bù hóa địa cầu. Hạm đội Kibo Butai của Thiên Triều băng băng tiến về bờ Tây nước Mỹ. Dù thất trận nhưng người Mỹ không xoắn vì họ có Egon Layton, viên tình báo cao tờ cả nước Nhật bằng một mớ fake news. Và họ còn có ai ạ? Và họ còn có Richard Dick Best, phi công giỏi thứ ba thế giới, chỉ thua mỗi bác Phạm Tuân. Và anh Bảnh của Việt Nam, những anh hùng ấy, ý tôi là Richard và Layton chứ không phải anh Bảnh, họ đã dẫn dắt hạm đội Thái Bình Dương đương đầu với phát xít Nhật trong trận hải chiến quy mô bậc nhất lịch sử nhân loại. Và sau đây là recap sam về hải chiến Midway. Năm 1937 tại Tokyo, thiếu tá Layton nói chuyện với đô đốc Yamamoto về ngành công nghiệp không khói ở Nhật Bản và vai trò của quân đội Mỹ, Nhật trên Thái Bình Dương. Yamamoto flex về tham vọng hóa rồng bằng quân sự của Thiên Triều, không quên đe dọa người Mỹ sẽ lãnh đủ nếu muốn đâm sau lưng người Nhật. Hai người sau đó sayonara với nhau và Layton trở lại Mỹ. 4 năm sau, khi phe trục đang xâu xé lục địa Á-Âu, mở ra đệ nhị thế chiến, Mỹ vẫn đang ở phe trung lập vì ai cũng biết, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trên chiếc USS Enterprise của quân đội Mỹ, dịch nôm Na là tàu sân bay doanh nghiệp Mỹ đang tiến về Trân Châu Cảng. Đại úy Richard Dick Best đang cho máy bay hạ cánh bằng cách tắt con mẹ nó động cơ. Trông chả khác mẹ gì đánh bao liều chết, nhưng máy bay vẫn đáp đất an toàn và anh chưa phải ra tòa án binh. Hey, muốn bay đến Trân Châu Cảng và tắm nắng bãi biển khum? Hả? Trân Châu Cảng nào cơ? Ý mày là sao? Đúng vậy, đéo có Trân Châu Cảng nào cả. Vì người Nhật đã ở đó rồi. Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Hợi năm Tân Tỵ, tức năm 1941, Nhật tặng Mỹ một chút tư liệu làm phim tại Trân Châu Cảng. Bất ngờ vì bị tập kích bất ngờ, quân Mỹ chống trả yếu ớt, máy bay Nhật xả đạn như đống nguyện vọng của bọn 2K4. Bonnet thêm một quả bom găm thẳng vào boong thuyền, đưa nó về cùng chỗ với tình bạn của KICM và Jack. Hay tin Trân Châu Cảng bị tập kích, thiếu tá Layton bèn cong đít đến sở chỉ huy, nơi mà giờ đang rơi vào hoảng loạn. Phía ngoài khơi, tàu doanh nghiệp Mỹ cũng hay tin Trân Châu Cảng bị tập kích. Sau khi cấp trên xác định tọa độ quân Nhật, phi đội của Richard cất cánh với lòng quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, nhưng họ chẳng tìm thấy gì ngoài các chứng chỉ và người chơi Luna. Vì ai cũng biết não người Nhật có đầy nếp nhăn, và đám Richard mới ăn một cú lừa. Khi họ cập bến Trân Châu Cảng thì những gì còn lại là không gì cả. Nhưng không sao, muốn biết ai hơn ai thì phải đợi qua 6:30 tối. Người Mỹ dùng chiêu thay tướng đổi vận, đô đốc Nimitz lên chức chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Ông đến gặp tướng lĩnh của Pentagon với ý chí sắt đá sẽ đánh bại đô đốc Yamamoto bên kia chiến tuyến. Yamamoto thì đang nhận lệnh của thượng cấp rằng họ sẽ mang hạm đội Wibu đến bờ Tây nước Mỹ. Ông cùng thuộc cấp bèn lên kế hoạch và quyết định chiếm đảo Midway, tiền đồn của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương. Cũng tại Trân Châu Cảng, đô đốc mới Nimitz đến gặp thiếu tá Layton. Layton lúc này đã lộ ra thân phận thật, anh là cháu họ của Tào Tháo, tên là Tào Bính, vì anh rất giỏi tình báo. Nimitz lệnh cho Layton dùng tâm linh tương thông dự đoán nước đi của Yamamoto, vì ông sắp cho người Nhật nếm cháy đắng đầu tiên tại quần đảo Marshall. Và quả đấm thép của ông dĩ nhiên là chiến hạm tàu doanh nghiệp Mỹ. Tàu doanh nghiệp Mỹ tiến về quần đảo Marshall, Richard cùng đội bay cất cánh, nhưng mà hạm đội Wibu đã lao súng và chờ sẵn họ rồi. Chuẩn bị kỹ càng thế này cơ mà. Đấy, đây này, nhìn cái mặt này xem. Phe Mỹ kịp thả một quả ngư lôi, nhưng mà nó lại đéo nổ như CEO của BKAV. Hỏa lực dày đặc khiến Richard chuyển hướng, dội bom vào sân bay gần đó để tránh máy bay Nhật tham chiến. Bất ngờ, một phi đội của Nhật xuất hiện ngáng giò. Richard vẫn liều mình lao xuống sân bay, thả một quả minh béo phá hỏng toàn bộ đường băng, rồi khéo léo cắt đuôi quân địch và trở về chiến hạm an toàn. Nhưng mọi chuyện chưa xuôi đâu anh lính ơi. Họ đã mất phần lớn phi đội mà không phá được tàu của Nhật. Và giờ thì 5 chiếc máy bay ném bom cỡ bự của quân thù đang lượn trên đầu doanh nghiệp Mỹ. Súng phòng không nã đạn liên tục và đuổi được 4 chiếc máy bay Nhật. Chiếc còn lại lao thẳng xuống như thúy kiều trầm mình xuống dòng sông tiền đường. Một anh lính quả cảm bắn nổ cánh máy bay, làm nó sượt qua boong và suýt lôi anh đi cùng. Dẫu vậy, đây cũng là niềm khích lệ của người Mỹ sau những tổn thất quân Nhật gây ra cho họ. Nhưng phát xít Nhật không phải đậu vừa giang. Khi Layton phát giác kế hoạch tấn công biển san hô của quân Nhật, ông thông báo với đô đốc Nimitz. Nimitz điều ngay tàu doanh nghiệp Mỹ tới tiếp viện. Tàu sân bay của Mỹ đóng quân trên biển san hô giờ đã biến thành một cục sắt biết nổi trên biển. Bị bọn Wibu xỏ mũi hai lần nên thượng cấp cay lắm rồi. Lão cấp trên gặp riêng Richard và một anh nhân vật phụ. Này, nhân vật phụ, anh sẽ chỉ huy một phi đội ném bom, còn nhân vật chính anh cũng chỉ huy một đội ném bom, nhưng mà là bom minh béo. Nhưng đời lính thì bạc như vôi. Richard vừa lên lon thì lính của anh lên thiên đàng. Khi Richard cùng đội của anh cất cánh cho nhiệm vụ tuần tra, sóng biển và gió lớn đã khiến máy bay của anh suýt thì không cất cánh được. Richard chưa kịp SOS cho đồng đội thì một chiếc máy bay khác rơi xuống biển và bị chính tàu doanh nghiệp Mỹ cán bẹp. Dẫu biết là trọng lực và những cơn gió đã giết họ, nhưng Richard vẫn không thể thoát khỏi nỗi dằn vặt và anh tìm đến giải pháp duy nhất, tâm sự với vợ. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bàn tay của người phụ nữ, trích lời Tuấn Hưng. Trở lại Trân Châu Cảng, Layton đang thuyết phục Nimitz. Chúng nó đánh chiếm Midway đấy anh ơi. Lấy Midway làm bàn đạp vươn tới bờ Tây nước Mỹ. Rồi chúng sẽ ném bom Washington. Washington ở bờ Đông, thầy địa lý ạ. À. Bán tin, bán không tin, nhưng Nimitz vẫn theo Layton đến gặp đội giải mã tin tình báo.
và biết được quân Nhật sẽ tấn công mục tiêu AF. Nhưng AF là chỗ nào? Thì người Nhật không chú thích bằng bộ não nhiều nếp nhăn. Layton mớm fake news cho quân Nhật rằng Midway đang thiếu nước ngọt, y như rằng tình báo Nhật truyền tin AF đang thiếu nước như Cali. Ha, dùng binh không ngại gian trá, thông tin đến tại Nimitz và ông chuyển tàu doanh nghiệp Mỹ tới thủ sẵn tại Midway. Nhưng mà phe hải quân Nhật vẫn đinh ninh rằng tàu chiến Mỹ vẫn đang ở trên châu cảng. Yamamoto thì vẫn đang tính kế gõ vào đầu mấy thằng mắt xanh mũi lõ cùng hai thuộc cấp là Yamaguchi, tôi sẽ gọi là anh đẹp trai, và Nagumo aka lão khọng già. Khi Layton mật báo về ngày giờ tấn công quân Nhật, đô đốc Nimitz cho quân họp bàn chiến thuật, đại khái là quân Mỹ sẽ chơi bài vườn không nhà trống, cho tàu chiến đậu cách xa Midway. Khi bọn Wibu tới oanh tạc Midway, quân ta sẽ tính tiền hạm đội tàu chiến của chúng. Kế hoạch tuyệt vời, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ngày đại chiến đã đến, quân Mỹ cho toàn bộ phi cơ cất cánh rời khỏi đảo Midway và họ chờ đợi trong căng thẳng. Thiếu tá Layton đã đúng, cả trăm chiếc phi cơ Nhật bay xuyên làn mây. Midway hiện ra trước mắt, bom đạn trút xuống như mưa, nát bét hòn đảo bên dưới. Nhưng mà lão Hạc thì nuốt nhầm bà chó rồi. Nimitz nhận được tin báo Midway bị tấn công, mò ra được tọa độ của địch và ra lệnh phản đòn. Một khi đội của Mỹ lao tới hạm đội của quân Nhật và bị bắn rụng như lá cây mùa thu Hà Nội, có hề gì một máy bay Mỹ ôm bom cảm tử lao về chiến hạm của lão khổng già với quyết tâm không chùn tay lái, và nó lao trượt xuống biển. Con gà. Chưa sơ mối được gì thì người Mỹ bị lật kèo, trinh sát của Nhật phát hiện ra hạm đội của Mỹ, nhưng mà tin này lại khiến lão khổng già xón ra quần vì ông biết đảo Midway chỉ là một cái trap. Lão khọm ra lệnh đổi vũ khí sang ngư lôi và bom phá giáp cho máy bay Nhật để nhanh chóng tiêu diệt hạm đội Mỹ. Nhưng sai lầm có chừa một ai, việc thay đạn khiến máy bay Nhật chả khác gì mấy quả bom dễ bị bắn rụng. Và người Mỹ vẫn chưa hết bài đâu Onichan ạ. Một tàu ngầm Mỹ lặng lẽ áp sát hạm đội của anh đẹp trai. Họ lặng lẽ nhồi ngư lôi vào ống bắn, quả ngư lôi lặng lẽ được thả đi và bắn trượt. Anh đẹp trai lặng lẽ phát hiện ra tàu ngầm phe địch, ra lệnh một chiến hạm dí theo và vớt con cá sắt ấy lên. Không lặng lẽ lắm, giờ thì phi đội Richard và nhân vật phụ mang theo Minh Béo và xuất kích. Dù súng phòng không vẫn đang tạch tạch kín trời, đội của nhân vật phụ nhanh chóng áp sát kẻ thù. Một máy bay cảm tử liều mình thả ngư lôi hướng thẳng vào tàu của anh đẹp trai. Anh lính Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nhắm mắt buông tay để rồi bị bắn hạ. Anh đẹp trai cảm phục anh lính đó, nhưng lại cười vào mặt mấy con gà Tây này. Vì ngư lôi thả trượt, đến thằng đội trưởng của nó còn thả bom phêu lòi mắt cơ mà. Đúng má, vì tao là nhân vật phụ. Nhưng mà cười người hôm trước, hôm sau người cười. Phía trên bên này, hạm đội của lão khọm già nhận tin dữ, những chiến hạm của quân Nhật liên tục ăn bom. Và lão khọm thì đã nhận ra sai lầm của chính mình. Đéo có máy bay nào bảo kê cho tàu của người Nhật, vì chẳng phải ông vừa rút hết máy bay về để gắn bom cho chúng hay sao. Và ác mộng thật sự đã đến rồi, vì đại úy Richard đến đây baby. Từ trên cao, Richard dẫn theo hai chiếc FBD khác để làm cảnh, lao thẳng xuống boong thuyền của lão khọm, không quên mang theo hàng tặng kèo là một quả Minh Béo. Và lần này thì không trượt được nữa rồi. Mẹ Wibu, trích lời Napoleon Nguyễn, chiến hạm của lão khọm giờ như mấy cô gái trong chuyện những ngôi sao xa xôi, có thể nổ bất cứ lúc nào. Lão khọm đành bỏ tàu và báo lại cho Yamamoto qua điện tín, nhưng người Nhật chưa chịu đầu hàng vì anh đẹp trai tổng động viên những phi công cuối cùng quyết một trận sống mái với quân Mỹ. Người Mỹ vui mừng khi thấy Richard toàn mạng trở về, nhưng họ chỉ còn vài máy bay để chiến với quân Nhật. Richard vẫn nhận nhiệm vụ vì anh ta là nhân vật chính, anh lại cất cánh và thí theo tàu của anh đẹp trai. Đội bay của anh đẹp trai gắng sức cản Richard, nhưng cản anh bây giờ khó hơn cả việc chứng minh 1+1=2. Richard nhìn tấm ảnh của vợ con anh và lao xuống, nhắm thẳng boong tàu mà kết liễu đối thủ. Chiến hạm của anh đẹp trai nát bét. Mission complete. Richard trở về tàu doanh nghiệp Mỹ an toàn, còn anh đẹp trai ở lại cùng chiến hạm và tự đánh chìm nó để chiến hạm không rơi vào tay Hoa Kỳ. Yamamoto ra lệnh tổng rút lui. Trận Midway kết thúc. Và người Mỹ rửa được mối nhục như con trùng trục tại chân châu cảng bằng hai quả bom nguyên tử sắp được thả sau đó. Nimitz tiếp tục chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Layton tiếp tục làm chim lợn cho cấp trên. Richard giải ngũ vì lao phổi. Và đó là kết thúc của bộ phim hải chiến Midway. Bộ phim dựa trên những sự kiện có thật, kể về những con người có thật, hay ít ra là Mỹ muốn chúng ta nghĩ là nó có thật, với mục đích để nhắc nhở người Nhật rằng thắng làm vua, thua ăn nấm. Tôi là người đọc thuê. Đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui vẻ, người chơi đồ và người chơi điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại.